Anh được một mùa ca đến từ Quảng Ninh, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài phần thứ hai của bài game xếp số. Chúng ta đang làm cái đồ án game xếp số. Thì trong ngày hôm trước chúng ta đã define ra các hàm init board, print board, và chúng ta đã gọi cơ bản ra màn hình rồi. Trong ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết thúc cái bài này thông qua các cái phương thức up, down, left, right. Thì ngày hôm trước chúng ta mới in ra màn hình thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mỗi lần ấn up, down, left, right, chúng ta sẽ đổi vị trí cái số 0 cho các cái số bên tay trái phải. Ok, rồi tôi sẽ chạy nhé. Và chúng ta đương nhiên chúng ta sẽ phải viết hàm check win để kiểm tra chiến thắng hay không. Hiện tại tôi đang có mảng như này. Nếu mà tôi ấn sang trái thì nó không sang được. Và khi ấn sang phải, khi tôi ấn sang phải thì nó sẽ giảm cái số 3 cho số 0 này. Thì đây là cái nhiệm vụ chúng ta phải làm, thì đơn giản thôi. Khi mà ấn tiến lên thì làm sao các bạn? Khi mà ấn tiến lên thì cái current row càng lên trên thì càng gần đỉnh thì nó là phải là càng gần cái số 0, thì current row bị trừ trừ. Đây là up. Còn down thì gì ạ? Down thì cái cộng nó lên. Đây là sang bên tay trái, sang bên tay trái là cái trục x. Trục x thì là column. Đó, thì chúng ta sẽ phải gọi cái biến column ra. Thì column thì chúng ta sẽ phải trừ trừ. Còn là sang phải chúng ta sẽ phải tiến hành column bằng cộng, tăng cái giá trị lên. Đó, sau khi làm được cái điều như vậy rồi, chúng ta sẽ tiến hành swap cái biến này. Swap cái biến này. Thì đầu tiên tôi sẽ lưu cái giá trị, cái giá trị hiện tại vào một cái biến tem, giá trị hiện tại của biến tem. Sau đó ta sẽ tiến hành thay đổi biến, biến này là biến current row of zero value bằng với current row of zero value trừ đi một. Đấy, cái là tăng lên một đơn vị đó. Thì tôi sẽ lưu lại cái giá trị này và tôi sẽ bắt if như sau: zero value này mà nó là gì ạ? Nó là row, mà row này nhỏ hơn không ấy. Mà nếu như cái này nhỏ hơn không, tức là nó đã bị đâm vào tường rồi, các bạn hiểu không? Tức là khi mà terminal này mà nó đang không lên đây rồi, nó lên đây nữa thì nó âm là không được. Đấy, thì chúng ta phải bắt cái trường hợp nó là bị âm. Đó, là nhỏ hơn không, chúng ta không, là không 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 cho nữa. If, chúng ta cho cái if vào đây. If nếu như current row of zero value mà nhỏ không thì chúng ta sẽ set cái giá trị current row of zero value. Ta sẽ set cái current row of zero value bằng cái giá trị tạm, nó là cái tem này. Bằng cái tem này. Đấy. Còn trường hợp ngược lại ta giữ nguyên cái giá trị. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta bị rơi vào trường hợp âm thì chúng ta sẽ reset lại cái giá trị của cái dữ liệu trước đó. Sau khi reset lại giá trị của cái dữ liệu trước đó thì đương nhiên nó không mu rồi. Đây là trường hợp bị đâm vào tường đấy các bạn. Bị đâm vào tường đấy. Ok. Còn cái trường hợp này thì đã hợp lệ rồi. Tôi cứ để tạm như này các bạn nhé. Tiếp tục thì đến cái value cộng cộng này cũng vậy. Nếu mà nó bị vượt qua cái số 3, chính xác là nó lớn hơn hoặc bằng 3 ấy. Bởi vì mảng mình đếm từ 0 1 2 mà 0 1 2 ấy. Mà nó lớn hơn hoặc bằng 3 thì chứng tỏ là nó có vấn đề. Thì mình cũng ít thôi. Lớn hơn hoặc là bằng 3 thì chứng tỏ đã bị đâm vào tường rồi. Thì chúng ta cũng tạo ra một biến tem lưu giữ cái giá trị của cái current row of zero value này. Nếu mà lớn hơn hoặc bằng 3 thì nó bằng cái giá trị trước đó. Và cái trường hợp else, cái trường hợp else của nó thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề đó là swap giá trị.
ok không các bạn? Tức là khi chúng ta ấn 0 và chúng ta ấn ấn sang bên tay phải thì nó sẽ cộng cộng lên đơn vị. Thì lúc này cái biến current row, current column of real value nó sẽ đổi thành cái vị trí này. Thì chúng ta phải thực hiện cái thao tác là hoán vị cái dữ liệu cho nhau. Đấy. Thì chúng ta phải thực hiện cái thao tác hoán vị dữ liệu. Đấy, thì chúng ta phải swap cái giá trị. Rồi comment ở đây là hoán vị nha các bạn nha. Thì để hoán vị cho cái vị trí chúng ta sẽ đi tới thì nó sẽ chính là như sau. Cái vị trí cũ là vị trí gì các bạn? Cái vị trí cũ chính là cái bot current row. Row thì lúc nào chúng ta cũng có cái row là chúng ta đi trước. Đây, current row zero value cũ. Chính là kiểu biến là TMP này và current column of zero value. Đây là cái ô số 0 và cái ô mà nó chuyển tới là ô gì ạ? Cái ô mà nó chuyển tới chính là cái ô current row of zero value đã được trừ trừ này. Đó thì chúng ta sẽ phải thực hiện hoán vị. Tôi sẽ tạo ra một biến là int trung gian nhé. Int swap ta sẽ lưu bằng cái vị trí cũ. Cái vị trí cũ sẽ bằng được cái giá trị của cái vị trí mới. Cái vị trí cũ nó sẽ bằng với giá trị của vị trí mới và cái vị trí mới nó sẽ có giá trị là bằng một cái chúng ta sẽ swap sang. Thực ra đó chính là cái số 0 các bạn, không có gì đâu. Đây chúng ta viết gọn lại như này. Hoán vị tức là cái vị trí cũ nó sẽ bằng với cái vị trí đây, cái vị trí cũ đây. Khi mà chúng ta di chuyển cái số 0 sang bên tay trái, sang bên tay phải thì cái số 15 nó sẽ đổ ở đây. Thì thực hiện cái thao tác này đó là vị trí cũ sẽ bằng cái số 15. Sau đó số 15 sẽ đổi thành cái số 0. Đó là ta thực hiện được cái thao tác đó. Cái này thì thôi các bạn, ta sẽ thêm cái else vào đây. Thì mình cũng thực hiện như vậy thôi. Ok, bây giờ tôi sẽ test với hai trường hợp là down và up nhé. Tôi chạy chương trình. Ok, ta đang có cái mảng này, bây giờ tôi sẽ tiến hành up. Up, tôi ấn up, tôi ấn rất là nhiều nhưng không được. Nhưng mà tôi ấn down thì nó sẽ đổi 8 cho 15. Tôi ấn down thì nó sẽ đổi 5 cho 8 đã. Ok, như vậy trường hợp up down thì chúng ta đã xử lý rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là in cái màu của cái số 0 nó đẹp hơn các bạn nhé. Nếu mà element mà bằng 0 đi. Đây, bỏ đoạn code này xuống đây. Nếu mà là vị trí của số 0 thì chúng ta sẽ bôi màu. Consoler.foreground bằng consoler color. Ta chấm cái red đi nhìn cho đẹp. Ở đây tôi là console.resetColor. Được chưa? Như vậy số 0 nó sẽ mang cái màu là màu đỏ. Cái spec của chúng ta là như vậy. Hiện tại thì số 0 nó đang chưa có màu đỏ các bạn. Thì chúng ta phải xem lại nhé. À, hiện tại chúng ta đang fill thôi. Chúng ta đưa cái code nó nhầm. Tôi sẽ căng thêm Z lại về cái đoạn code cũ. Đây là cái đoạn code fill dữ liệu các bạn. Cái đoạn in ra cơ. Cái đoạn in ra chính là cái hàm print. Tôi sẽ tạo ra một biến là in element này. Ta sẽ là in element bằng 0. Và else trường hợp ngược lại. Cũng thế thôi. Nhưng mà riêng cái trường hợp này console.foreground.color để bằng console color.red. In xong ta sẽ console.resetColor. Rồi, ta sẽ xem nó có màu đỏ hay chưa. Nó không có màu đỏ đâu. Đấy,
tiến xuống 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 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi dịch trái và dịch phải. Ta đã làm cái dịch trái rồi, à, tiến lên và down rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái dịch trái. Ta sẽ làm HTTP sẽ bằng với gì ạ? Cái giá trị trước đó, sau đó ta sẽ thay đổi cái giá trị. Bây giờ tôi sẽ bắt if. Ta sẽ else luôn. Các bạn cứ viết cấu trúc này rồi chúng ta sẽ bắt if. If nếu như cái này trừ chúng ta sẽ sợ nó là nhỏ hơn không. Đó. Cái này chúng ta cũng thế, cũng lưu lại giá trị trước của nó. Chúng ta sẽ bắt if cái current này mà lớn hơn hoặc bằng, ở đây lớn hơn hoặc bằng 3 thì cái này là cái down thì nó sẽ là gì ạ? Là cái cột chúng ta sẽ để là l. Cái này là sẽ như nào? Cái này lớn hơn hoặc bằng. Cái này là right trái phải thì nó sẽ là cột, sẽ là m. Nếu lớn hơn hoặc bằng m. Nếu lớn hơn hoặc bằng thì giữ nguyên vị trí thì cái giá trị này sẽ bằng cái giá trị của vị trí cũ. Đó chính là biến TMP. Còn trường hợp ngược lại sẽ thực hiện hoán vị. Cái này cũng thế, current bằng TMP đó. Rồi ok, nếu không chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác và thao tác hoán vị. Tôi sẽ đưa cái code hoán vị vào đây. Code hoán vị lần này chúng ta sẽ đảo cái vị trí đó là current row ở gì ạ? Ở lần này chúng ta sẽ là sang trái sang phải. Thế nên current row ở value sẽ ở đây. Còn cái biến TMP sẽ ở đây. Bình thường mặc định khi chúng ta copy code ấy, thì trong bài trước nó là cái vị trí cũ này đây, cái vị trí cũ là chính là biến TMP, thì TMP sẽ dịch chuyển sang đây. Vì chúng ta đang đổi sang cái trường hợp cột mà. Cái này thì đổi sang đây và ta sẽ đổi cái column này thành cái row. Rồi ok. Tiếp theo thì cái current row of zero value, cái mới này, cái giá trị mới này nó sẽ set ở bằng số 0. Tương tự như vậy so với cái ô bên dưới. Current row of real value. Cái ô mới nó sẽ đảo bằng số 0. Còn cái ô cũ thì nó sẽ mang cái giá trị cũ. Còn cái ô cũ nó sẽ được mang cái giá trị mới này. Rồi ok, chúng ta chạy nhé, xem nó hoàn hảo chưa. Đấy, các bạn thấy nó va vào tường nó chả làm gì cả. Còn tiến lên thì ok. Thì cái game này để khó chúng ta không làm xuyên tường. Bình thường rắn săn mồi có thể xuyên tường được. Nó xuyên qua tường xong, ví dụ ấn như này phát nó đảo số 3, số 0, số 0, số 3 không được. Đó, bây giờ các bạn phải làm sao các bạn? Di chuyển cái số 2 lên đây. Đó. Đó, các bạn thấy khó không ạ? Khó chứ. Tôi bây giờ không thể nào tài nào mà di chuyển được số 3 lên này. Số 3 lên đây thì lại thọt số 2. Bây giờ mình chơi là để thắng mới khó cơ. Rồi. Số 5 vào đây, số 6 vào đây. Hơi khó đấy, ok, bị chơi sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết ra một cái hàm check win. Khi mà thao tác cái key này, các bạn thao tác di chuyển xong các kiểu rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành di chuyển xong thì chúng ta phải tiến hành check win. Thì để check win thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ viết ra một cái hàm, đó là hàm check win. Hàm mình sẽ trả ra true false như các bạn nhé. Static boolean. Boolean sẽ là true hoặc false. Tôi sẽ để là e wins. Mục đích chúng ta sẽ return là false.
Giờ ta sẽ sử dụng cái hàm Ewin này. If Ewin ta sẽ báo ở đây là bạn đã thắng. Ta sẽ phải báo là bạn đã thắng với số bước di chuyển này, bởi vì game này, cái điểm cao của cái game này là sao các bạn? Cái điểm cao của cái game này đó là cái số mu nó phải càng nhỏ. Ví dụ bây giờ các bạn sắp xếp cái số này mà bạn đi có 10 bước thôi mà đã thắng được cái game này rồi thì bạn là người giỏi. Chứ bạn đi 100 bước như tôi vừa rồi thì cũng không sẽ gọi là người giỏi được. Thì bây giờ ta sẽ phải lưu cái số mu này, cái số bước được, cái số bước di chuyển này. Thì mu này tôi để là bằng 0 thì mỗi lần di chuyển nó sẽ tăng lên một đơn vị. Đây, cứ mỗi một lần di chuyển cái phím này thì nó sẽ tăng lên đơn vị. Tôi sẽ tăng lên cái mu này, nó sẽ cộng từ mu mới và mu cũ sẽ cộng cộng. Và khi mới bắt đầu vào game thì chúng ta sẽ set cái mu này, tôi reset nó đi. Mu sẽ bằng 0. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải tiến hành là Ewin. If Ewin thì bạn đã thắng với số bước di chuyển là. Còn không thì tiếp tục các bạn phải chơi tiếp thôi. Thì khi thắng xong thì mình sẽ không xử lý gì hết, mà mình break ra. Mình cho chương trình nó thoát khỏi cái vòng lặp và quay chu này. Rồi ok, bây giờ ta sẽ đi viết vào cái nội dung của cái hàm Ewin. Thì đương nhiên là khi mà Ewin thì ta phải for duyệt ra toàn bộ cái mảng này rồi. Chúng ta phải for duyệt ra toàn bộ cái mảng này rồi. Tạm thời tôi sẽ return for ở đây. Tôi sẽ tạo ra một cái nit này. Tôi sẽ tạo ra một biến là gì ra bằng n nhân m, nó sẽ là 9. Tôi sẽ for nhé, tôi cũng for như bên trên này thôi. Tôi sẽ tạo ra một cái nít vì sao n nhân m, tôi sẽ for từ 0 cho tới nhỏ n nhân m. Thì n 3333 là 9 thì for từ 0 cho tới nhỏ 9 tức là nó 0.8 đó. Thì sau khi nó for từ 0 cho tới 8 thì chúng ta sẽ add thêm một cái nit vào vị trí cuối cùng. Nit chấm dĩa get. Cái vị trí cuối cùng chúng ta add thêm một cái gọi số 0 nữa. Như vậy ta đã có một cái danh sách chuẩn chỉ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0. Bây giờ chúng ta sẽ phải check là cái ma trận này nó có thể đi theo tuần tự hay không. Đi theo cái tuần tự hay không. Thì tôi sẽ tạo ra một cái biến là biến k. Intk sẽ bằng với giá trị là 0. Đó. Tạm thời chưa biết biến này làm gì nhá. Thì khi đi vào đây ta sẽ lấy cái giá trị, tôi sẽ tạo ra một cái biến int value. Tôi sẽ lấy ra cái giá trị của cái bot y phải gì. Tôi sẽ lấy ra cái value của nó. Và tôi sẽ bắt if nếu như value là bằng với cái gì ạ? Cái list vị trí thứ 0. Đó. Tức là đầu tiên cái k này sẽ bằng 0. K bằng 0 nó sẽ lấy ra cái vị trí gì ạ? Số 1. Thì nếu như if cái value chúng ta lấy ra trong ma trận nó sẽ duyệt. Đây, tôi sẽ mô phỏng các bạn cái mảng ma trận nhé. 1 2 3 ma trận thắng á. 4 5 6 7 8 9 7 8 và 0. Thì cái mảng ma trận K chúng ta sẽ như này. Đây là cái mảng hai chiều của chúng ta. Đây là cái mảng ma trận của chúng ta. Thì trong cái trường hợp đầu tiên K bằng 0 thì nó sẽ lấy ra cái vị trí gọi là cái 1 này. Nó sẽ lấy ra cho chúng ta cái 1 này. Thì trong cái vòng lặp đầu tiên EZ nó sẽ lấy ra cái value số 1. Thì if 1 bằng 1 thì ok chạy tiếp. Còn nếu ngược lại, nếu như value tức là cái bot vị trí EZ hiện tại đang 0.0 này mà nó khác với cái nick K này thì ngay tức chúng ta sẽ return là false luôn. Tức là return thao tác này nó return là false luôn. Và cái hàm này mặc định nó sẽ trả ra true. Được chưa?
nó sẽ trả chu đó. Nếu như nó không khác thì ok đây, j nó sẽ cộng cộng, j cộng cộng nó sẽ là vị trí thứ dòng thứ không, vị trí thứ một thì nó sẽ lấy số 2, số 2 tiếp tục k nó cộng cộng lên. Đây chúng ta sẽ quan trọng ở đây là k, sau khi so sánh xong thì k sẽ tăng lên một đơn vị đó, nó là như vậy. Như vậy chúng ta đã viết xong cái hàm gọi là hàm Ewing rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy. Cái khó khăn của tôi ở đây là tôi chơi chưa có thể thắng được cái game này. Cái game này nhiều người chơi siêu lắm. Khá khó đấy các bạn. Có một cách nữa đó là chúng ta khi chúng ta làm này chúng ta sẽ xét cái mảng nó có giá trị là thắng được. Ok, khá là khó đấy. Tôi chạy lại nhá. Bây giờ làm sao để đánh được khó game lần lần trước thì khi mà tôi làm cái bài này thì tôi nhờ mọi người chơi cho mình. Bốn nè, năm nè, bốn đó các bạn thấy có mẹo này nhá, 4 5 6. Ô lại bị thọt số 7 xuống. Bây giờ tôi chỉ cần đổi cái 7 cho 8 là ok thôi. Ok, ta chưa bán mới thì mới không khô, mình đi vào cái lớp chết rồi. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm. Khá khó chứ các bạn. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ có một cách khác. Tôi không chơi nữa.
Còn cái khác chúng ta fake cái data này, chúng ta có thể fake được cái data này, chúng ta sắp xếp cái trường hợp chúng ta gần win. Cái này các bạn để đưa cho người khác chơi, mình chơi thì hơi khó. Thế các bạn thấy là ngay từ đầu bài mình nói là cái bài này chơi nó rất là khó, nó khá khó, không phải ai có năng khiếu chơi, nhưng bạn tôi chơi rất là nhanh, một phát thắng luôn, hay phết. Cái init board này, ta sẽ đi đến cái hàm init board. Thì bình thường khi mà init board chúng ta for như này và chúng ta random ra, nhưng mà thôi chúng ta không for như này nữa, mà chúng ta sẽ comment code lại, ta comment cái code này, sau đó chúng ta khởi tạo ra giá trị cho nó ra cái mảng gần thắng đó. Thì mảng gần thắng nó sẽ như nào, đây sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 và 0 đúng không ạ? Thì cái mảng gần thắng nó sẽ là gì ạ? Là 708. Đây, mảng gần thắng sẽ như này. Bỏ cái code này ra. Thì bây giờ mình sẽ fake data để cho thắng. Thì đầu tiên ta phải clear sạch cái mảng bên trên chúng ta đã làm đi, sau đó chúng ta sẽ add các phần tử vào. Cái dữ liệu này để chúng ta fake. Rồi, khi mà chúng ta vào đây chúng ta sẽ lấy cái position, ta sẽ comment cái position này đi. Ta sẽ để là int position bằng với một số tịch tiến. Thì số này tôi sẽ định là một biến, là một biến k bằng 0. Thì cái này sẽ bằng k. Không remove cái gì hết nhé. K tại vị trí này ta sẽ đặt K cộng cộng. Đây là chúng ta đang thực hiện cái thao tác để fake cái data để cho mình nó thành có thể win được, để mình test cái trường hợp win. Rồi ok, ta đã có sao lại 709 này các bạn, 708 nhé, 708 chạy lại vì không chơi được game nên phải fake cái trò này. Đâu ok, 1 2 3 4 5 6 7 0 8 sang phát nó sẽ tạo ra 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0. Và hiện tại thì cái expect của chúng ta đó là nó phải báo ra màn hình là chúng ta đã win rồi, nhưng mà nó lại đang không làm gì. Thưa các bạn, nó đang lại không, cái eQuins này nó đang không báo ra cái gì. Ta sẽ khởi tạo một biến gọi là biến boolean e. Từ từ cái này mình sẽ chuẩn bị debug, thì mình sẽ viết ra một cái hàm riêng đó là fill. Mình tách cái hàm fake data ra một cái hàm riêng. List này là cái mảng động, mảng động các bạn thích áp bao nhiêu phần tử vào cũng được, không cần phải khai báo array trước. Bỏ cái random một đi. Port bằng k đầu tiên sẽ bằng 0. Element nó sẽ là
lấy ra được cái vị trí số 0, vị trí support. Để thay ở đây là một k luôn đi. Bot này sẽ bằng element. Không có cái remove đâu nhé, và cộng cộng là init bot tab. Thì ở main thì cái hàm này chúng ta sẽ revert lại cái code cũ của nó, bỏ k đi, lấy lại cái position lead.cao ấy. Sau đấy port nó sẽ bằng cái gì ạ? Port nó sẽ bằng random.next và lead.cao này. Ok, port không cộng cộng nữa. Đây, ta gì về vật về lại code cũ, và trong quá trình mà sử dụng cái hàm main này chúng ta sẽ comment nó lại, và chúng ta sẽ gọi cái hàm init bot tag. Đơn loại exit in current context init bot tag. Chúng ta gọi nhầm tên hàm. Rồi ok. Vừa lại chúng ta thiếu chữ i ở đây. Rồi ok, chúng ta đã có cái hàm init bot tag này chạy. Thì hiện tại có một cái lý do nào đấy nên chúng ta hiện tại ta đang hàm check win chúng ta đang không hoạt động. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 là ok, nó chạy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải xem lại cái hàm check win vấn đề gì mà nó lại không chạy. Nó chạy sai, mở cái hàm iWin này ra. Ồ, các bạn thấy không? Nó phải chạy từ bao nhiêu? Nó phải chạy từ 1. 1 cho tới n nhân m là 9 thì nó sẽ chạy cho từ 1 tới 8, đúng không ạ? Nó sẽ chạy từ 1 cho tới 8 và cuối cùng nó add số 0 này. Như vậy chúng ta đã có cái nhầm lẫn là chạy i mà không. Đấy, khi chúng ta init bot test chúng ta được một cái mảng là ok, có thể thắng được rồi. Sang phát thì là chúng nó vẫn chết. Ok, ta tiếp tục xem vấn đề là như nào nhé. Ta sẽ khởi tạo i là bằng 1, nó sẽ add cái 1 vào đây cho tới nhỏ hơn n nhân m là 3 nhân 3 là 9, thì nhỏ hơn nó sẽ là 8, nó sẽ chạy từ 1 tới 8. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám không nha các bạn nhé. Sau khi hoán vị chúng ta dùng cái iWin này, ok, chúng ta phải debug cái iWin này ra. Tôi sẽ debug nhá, tôi sẽ console.y ra cái value. Ta sẽ quay ra cái value. Các bạn thấy là cái vấn đề gì không? Chưa quay ra tôi đã nhìn ra là cái vấn đề. Đó là chúng ta lúc nào chúng ta lấy cái vị trí số 0 tức là số 1 này. Chúng ta phải thay cái này là số k. Sorry các bạn. Ok, ta sang bên này nhé. Thì ngay tức là báo ông bà bạn đã thắng với số bước di chuyển là 1. Xuống dòng ta sẽ còn xuống quay lại. Thì khi chúng ta iWin phát thì chúng ta vẫn phải init lại cái bot này, bởi vì hiện tại đang gặp cái bug này các bạn. Cái bug này nó thắng á, nó thắng nhưng mà nó đang thể hiện nó không thắng. Ví dụ nhá, tôi đang bị lỗi à. Rồi, tôi chạy lại. Đây, trình bày cho các bạn bước ấy luôn. Tôi sang cái số 8 thì nó báo thắng luôn, nhưng mà nó cái số 8 không sang số 0. Đó là vì cái hàm iWin nó chưa kịp render ra giao diện. Thì bây giờ chúng ta phải render ra cái giao diện này. Chúng ta phải clear đi, sau đó chúng ta phải print lại cái bot đó. Và cuối cùng chúng ta in ra là bạn đã thắng với số bước di chuyển này. Và chúng ta break ra. Đó.
tiến lên rồi xuống sang trái. Bạn đã thắng với số bước di chuyển là 3, thì cái số 3 này các bạn có thể lưu xuống cái phần high score. High score ở đây là một file text chẳng hạn, bạn lưu xuống. Thì yêu cầu là khi bạn đã thắng rồi thì báo là bạn đã thắng với số bước di chuyển nào, sau đó yêu cầu họ nhập tên vào. Thì khi nhập tên là các bạn lưu xuống một cái mảng bên dưới cái file text, đằng sau các bạn note các dòng lên, các bạn đọc là ở high score của ông này là ông Điệp là 3 này, của ông Hòa là 4 này, kiểu kiểu thế. Thì số bước di chuyển càng ít thì ok là càng ok đó. Như vậy là cái EQ này của tôi đã check xong, thì cái chương trình này tôi cũng đã hoàn thành xong cho các bạn rồi. Đó. Khi mà chơi chúng ta phải dùng cái này cơ. Thì các bạn làm thêm cho tôi một cái này nhá, tức là khi thắng xong rồi thì in ra bạn đã thắng với số bước di chuyển là cộng cái mu, và sau đó các bạn có một cái bài tập nhỏ ở đây, đó là các bạn phải hỏi người dùng. Tôi ghi ở đây nhá, bài tập 2 chấm, hỏi người dùng có muốn một có hay không, không là không tiếp tục, một có thì chạy tiếp đó. Thì đây là cái bài tập nâng cao. Còn về cái đồ án này thực ra nó cũng chỉ thế thôi các bạn, khởi tạo ra, quan trọng nhất là init cái vốt này ra, sau đó chúng ta sẽ init cái data test, cái nm này. Thậm chí các bạn có thể yêu cầu người dùng nhập cái độ khó, các bạn có thể làm ra cái tính năng gọi là chơi theo cái nấc dễ. Dễ là 3 trận 3 x 3, khó là 4 x 4, 4 x 4 = 16. Còn khó nữa thì chúng ta thêm cái nấc đó là 5 năm 5 năm 2 năm, nhiều lắm đó. Xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các cái video sau. Thì cái bài này tôi xin phép dừng lại tại đây. Bất kỳ một cái đề nào tôi cũng đều làm theo kiểu đề ngỏ như này, bởi vì các bạn làm đồ án thì các bạn cần phải customize đi. Còn tôi thì tôi làm cái khung sườn cho các bạn, và các bạn cứ thế mà làm theo thôi. Xin chào bạn.